Mẹ Ơi mẹ có tin con không? tin Mẹ có muốn con công thành danh tại không? tất nhiên là muốn rồi Mẹ có muốn con làm cho mẹ nở mày nở mặt không? tất nhiên là muốn rồi con ơi. Vậy mẹ cho tiền con mua cái máy hàn đi, để con đi làm thợ. Ê Dạ em chào anh chị. cô giảng thằng con tới mua máy á, giờ con muốn lựa máy nào con lấy đi con. Ok, dạ đi mời cô vô đây với con nha. Ok, đây là có rất là nhiều loại máy nha, anh có thể lựa chọn nha. Em muốn kiếm con máy đem khởi nghiệp, em làm một người thợ hàn thành công á Ok vậy Anh. coi con tư vấn cho nó con nào ngon ngon nha con. Rồi đây, vậy thì mình có con hồng ký 160 rồ, thì năm chất lượng cao luôn, chuyên dành cho thợ luôn anh, quá là ngon luôn á. Con này xài đảm bảo không anh? Đảm bảo luôn anh, hàng Việt Nam mà chất lượng cao anh. Em thấy nó để chống giật, nó có chống giật thiệt không? Có anh, chống giật Rồi chắc hiệu suất chắn 30% nha. anh, ok luôn, chuyên hàng que 3 ly 2 luôn anh, quá ngon. Rồi anh bỏ dưới cho em coi thử đi. Ok anh. Con này trọng lượng thì cũng rất là vừa phải nha anh, cầm nắm dễ dàng nha. Người anh vậy là ok, quá khỏe luôn. Con này của Việt Nam hả? Đúng rồi Không anh. biết hàng Việt Nam mà ổn không? Quá Mày ổn coi luôn anh. thử đi, có dự ý mày thì mày lấy, không thì đi lựa con khác. Rồi, con thấy con này cũng được đó mẹ. Thấy cũng có chống giật là chống được rồi, có chống giật là con ok rồi. Quá ngon luôn anh, xài trong môi trường ẩm ướt hay là ví dụ anh Mẹ trên tin mấy con con không? là ok Tin luôn. chứ con. Rồi vậy mẹ chốt cho con này đi. Thì ơi, anh lấy con này đúng không anh? Dạ Ok, cảm ơn anh nha. Ok, giờ rồi. đây